chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản dưới sự tài trợ của nhãn hàng Masthair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Rất vui được gặp lại quý vị, và ngày hôm nay hy vọng rằng với sự ủng hộ của quý vị, chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối thiệt là tuyệt vời để đến với những cặp đôi đang tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Em mê trai đẹp. Anh méo chút nữa đẹp trai được không em? Em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế, sợ gì nữa. Hèn xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Mời bạn nam. Mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Dễ thương quá. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Đặng Vũ Lan Thanh. Em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng của B. Heineken ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. À, rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào các khán giả trong trường quay và toàn thể quý khán giả đang xem đài ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar, ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện, event freelancer. Quy nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhờ? Dạ, em 25. 25, hơi lớn hơn một đúng không? Dạ, không sao anh. Đâu có sao đâu. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar, ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? Thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. Mình giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm, ưu điểm của mình đi các bạn. Em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính, mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Em biết nấu ăn, em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính, với em đam mê công việc quá. Đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó càng là hơn đúng không? Ưu điểm không? Dạ, có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. À, không với có một cái khuyết điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Trời, mém đẹp hả anh? Mép đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? Dạ em mê shopping lắm. Cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiết được rồi. Dạ rồi. Mê shopping cứ đi mình coi thôi, đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Bạn trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em là em là dancer. Em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Khuyết điểm của em là hay quên. Làm quản lý mà hay quên sao được em? Nhiều lúc hay quên. Nói chung hai bạn rất là năng động trong cái công việc. Tình trường, em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em. Và mối tình gần đây nhất là cách đây một năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm nên. Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà dạ. Còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành dạ. Nữa dạ. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, rồi hỏi coi sao đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Nhưng mình đó có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị. Mối tình mối tình đầu tiên là 3 năm cấp 3. Còn rồi. Mối tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được 1 năm. Quen có 1 năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó là lý do, cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cấm sừng. Em làm trong quán bar, rồi em làm event, sự kiện gì đó là toàn phụ nữ, gái đẹp xung quanh không. Mà lý do sao em ế? Đúng rồi, đúng chị. Tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không, mà tại sao mày ế? Em lý do nãy mối tình thứ hai của em là tại vì em bị cấm sừng một lần rồi, cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó, mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6, biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi, còn dạ. Chung thủy thì mình có chung thủy với người ta, ta sẽ chung thủy với mình thôi. Bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn,
và có sự nghiệp ổn định. Có bên kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ, em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow, càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp thì anh có thể làm cho em được. Tại vì anh là một thợ chụp ảnh mà. Dạ, em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc anh đoán chắc cũng bạn cũng tóc, chắc cũng tóc dài. Cũng rồi. Dễ thương, nói rồi. Chuyện giọng nói cũng ấm áp. Cô nào cũng dễ thương hết trơn á. Đoán thì chung chung rồi. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái nó ai chung thủy chứ á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích? Hèn xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ. Để coi cái sự nóng tính. Em chào em gái, trời dễ thương gì mà nóng tính gì. Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ, cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải... Đi ba đúng không? À, quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất nội dung người ta không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán ba là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Em làm quán ba bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy coi nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không? Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm à. Lãng tử đẹp trai. À vậy được. Mém đẹp thôi. Mém. Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. Có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không? Tiềm ẩn. Cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. Về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái. Được phải không? Số 1 là đấy. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Vậy là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị là ghen thái quá. Ghen không có này chấp nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nổi đâu, làm đẹp cho bạn gái. Với em không thích bạn trai kiểm soát. Ủa em, em có kiểm soát bạn nữ, bạn gái của mình gắt gao không? Kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ về mấy giờ rồi gì đó. Không đâu chị, tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Vẻ đẹp tìm cũng ha. Phải tìm mới thấy vẻ đẹp ha, đẹp lắm á, tướng tá ngon lành ha. Men phải không? Men chị. Bây giờ chừng nào đám cưới? Không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em là quê Trà Vinh đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê? Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà mua đồ an cư mới lạc nghiệp được mà ở thành phố được. Có dự kiến gì trong đầu chưa? Dự kiến thì nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi vậy tốt, có kế hoạch ha, mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt, bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi cặp này cũng được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. À em trai hay em ruột đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Đẹp trai không? Em ruột dạ, đó. Đẹp trai. Rồi. Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Rồi chào. Em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn, cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến dạ, gì không? Anh. Dạ em thì về cái thấy trước mắt thì cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Có ngoại có nữa, gì em nữa. Rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Xin chào chú Quỳnh Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Chào bà bạn trai. Dạ con chào bác. Tôi là bà ngoại của Lăng Thành. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc, nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn á. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau á thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ, cảm ơn dạ. Ngoại. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi, kéo rào. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh.
cao ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cao dễ sợ. Tự nhiên em gặp anh này đẹp trai quá, cái em hết ráo gì rồi. Đẹp tìm mẫn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai? Anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Úi trời ơi. Sao em uống ít vậy? Thì là hai vợ chồng mình... Ê. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Cái gì vậy? Gặp nhau người ta nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi chuyện nhậu rồi. Liền thiệt tình. Cảm nhận về người đối diện thế nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. Anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được. Tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Ừ, mặt già. Cười đuôi mắt nhanh hết trơn rồi, thấy không? Tự nhiên gặp anh em run quá. Các bạn quan điểm về yêu đương, về hôn nhân thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em á, em rất là thẳng tính. Khi mà mình có cái bất đồng về trong hôn nhân á, thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng có mà im lặng. Ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, giữ anh, tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, cái chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Bây giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Nếu mình đến mình với nhau á thì anh sẽ sắp xếp thời gian anh có thể đi về thường xuyên, tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Rồi công việc của anh? Nếu đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. À thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi, thì anh có thể về quê hoặc là em có thể chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó, thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Em cũng thích đi phượt đúng không? Đúng rồi. Lấy nhau về tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Tiền thì mình có thể mình ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi, sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung rồi tùm lum đi. Không có nói hay đó chứ. Cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiều là chính thức là bỏ vô đó. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng. Bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Anh hát một đoạn tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa? Cảm nhận như thế nào em? Em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, anh đúng thôi. Đặt tay vào nút bấm nè hai em. Cảm giác đủ là đủ, cảm giác yêu thương là đông đầy, cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Tại sao em không bấm? Tại trái tim em chưa có rung động, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động? Dạ. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ con tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Mình đến với nhau. Ê, mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai và nói chuyện vậy đã là vui rồi. Và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau, nhưng sau đó họ lại đến với nhau. Và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Mỗi bạn sẽ nhận được một cái gối của nền cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc.
chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Hy vọng chúng ta vẫn mãi là những người bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Rất tiếc là chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Và điều đáng tiếc hơn là hôm nay em thấy hai bạn này rất là xứng đôi luôn. Có mấy phút thôi thì cũng không trách họ được ha. Hy vọng rằng trong cuộc sống họ sẽ gặp nhiều hạnh phúc đến với họ sớm hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Khoảng cách địa lý xa quá, ở ngoài Vũng Tàu á. Vũng Tàu em ở đâu? Em ở thành phố Chúng Minh. Rồi, anh này còn trong trắng tinh. Đến hiện tại em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn. Trời đất ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời với bạn. Em giới thiệu đi em gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Phan Thị Mỹ Nhân, năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên lễ tân. Quê mình ở đâu em? Dạ, em quê Kiên Giang chị. À, bây giờ mình đang làm việc ở chỗ nào? Dạ, em làm việc ở quận Nhất. Quận Nhất, rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, cũng như quý vị khán giả, là chào trân trọng nhất. Em xin tự giới thiệu về em. Em tên là Lê Hoàng Nguyên, sinh năm 1978. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm việc cho công ty cổ phần tập đoàn Thái Tấn. Công việc hiện tại em là kỹ thuật viên. Bạn gái bên kia tên Nhân hả? Dạ. Mỹ Nhân. Mỹ Nhân ạ. Mỹ Nhân. Bên đây là Nguyên. Hai người ghép lại là Nguyên Nhân. Rồi, cho chị hỏi điểm mạnh, điểm yếu của hai bạn. Em là một người độc lập, biết chia sẻ, biết quan tâm. Còn về điểm yếu của em thì đối với em, cái đó cũng không hẳn là điểm yếu, nhưng mà có thể đối với bạn nam hoặc là đối với một số người thì có thể đó là điểm yếu. Ví dụ như là em mà có thích diễn viên thần tượng hay ca sĩ gì đó thì em sẽ đi đến nơi đó gặp, cho dù ở nước ngoài em cũng đi. Nếu mình thần tượng ai rồi là mình phải tìm gặp cho bằng được, hâm mộ. Cho nên là có thể là một số bạn nam là em nghĩ là có thể cái đó là nhược điểm của nữ. Mà hiện tại em đang hâm mộ ai vậy? Dạ nhiều lắm chị. Trời đất ơi, em đi hết tất cả mọi nơi em tìm gặp ta luôn hả? À, trong năm nay em dự định đi Hồng Kông chị. Trời ơi, ngưỡng mộ em luôn. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em dạ, là gì? Người khác nhận xét em là hơi ít nói. Còn cái nhược điểm nữa là thí dụ như em đi ngoài đường á, thấy cái gì lạ em hay nhìn. Anh phải gây kẹt xe hoài đúng không? Dạ. Vì lúc đó, em chở má em đi á, là bị la hoài. Có mấy mối tình rồi? Có một vài mối tình đơn phương anh. Rồi trước cũng có theo đuổi cô đó thì cũng hơn năm. Nhưng mà do cái khoảng cách địa lý á, xa quá. Cô ở đâu mà xa? Ở ngoài Vũng Tàu á anh. Vũng Tàu em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, xa. Do cái tính chất công việc, ví dụ như thứ bảy chủ nhật á, em làm việc. Còn cái cô đó nghỉ á, thì không có gặp được. À. Hoặc là cái lúc em nghỉ thì cô đó làm việc. Thành ra nó lệch chứ giờ thì không có. Như vậy là em chưa có mối tình chính thức nào cả. Dạ đúng rồi. Là yêu đơn phương không? Yêu đơn phương. Em có bao giờ mạnh dạn nắm tay một người yêu đơn phương nào chưa? Có anh, nắm tay thì cũng có. Nắm tay thấy sướng không? Có bao giờ mình nghĩ mình sẽ hôn một cô gái nào không? Có anh. Có hả? Nghĩ rồi mà hôn chưa? Có luôn anh. Có luôn rồi hả? Hôn má hay hôn môi? Dạ hôn má thôi chị ơi. Vì là anh này còn trong trắng tinh của em. Để em hỏi cảm giác của em như thế nào khi anh bên kia 40 tuổi còn trong trắng tinh nguyên. Em thấy ảnh chắc cũng giống giống em. Ủa là sao? Là tại vì đến hiện tại em cũng chưa có mối tình nào. Chưa luôn. Trời đất ơi. 30 tuổi cũng chưa có mối tình nào. Trời luôn ơi, chết rồi. Rồi hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chưa luôn. Ô, em gái. Dễ thương vậy. Hôm nay bất ngờ vậy ta. Hai người còn trong trắng tinh nguyên hết. Ủa rồi cặp này nhìn nhau rồi có biết làm gì không? Cái vụ này chắc tôi phải kèm dại quá. Dành cả thanh xuân để coi phim với đọc truyện hả chị? Trời ơi. Ví dụ như anh bên đây, anh dễ thương, hiền lành như vậy, nếu hợp tính lấy liền được không? Nhanh nhất cũng phải một năm ạ. Một năm ha? Lâu dữ vậy, bên 30, bên 40 rồi. Lấy sớm về hưởng sớm. Trời, dạ, 50, tại em thấy cả hai bên chưa luôn. Có kinh nghiệm á chị. Cho nên là mình đừng có vội vàng quá. Ôi cái gì, người ta 40 tuổi về 50 không lẽ về em tặng cái gậy à? Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Không có ba hoa, nói được phải làm được. Bên đây không có ba hoa rồi đó. Không có nổ, nói chung là người đàn ông thì phải là biết ga lăng lịch sự đối với phái nữ.
một cái thần tượng nào mà em có thể liên đới đến cái người bạn đời của em không? Dạ, nếu mà em nói em lấy thần tượng của em ra để mà hình dung cho mấy bạn nam á thì khó lắm. Tại vì em thích giống như là Gông Du, Sochi Shop, Cổ Hiên Lạc. Cho nên là em nghĩ là đưa ra định đi qua Hồng Kông là kiếm ai vậy? Dạ, em đi gặp anh Cổ Hiên Lạc ạ. Trời ơi, mà anh có thời gian gặp em không? Hẹn anh trước chưa? Dạ, cái đó là dịp sinh nhật ạ. Tụi em đã liên hệ được và có vé rồi chị. Có vé luôn, dự sinh nhật anh Cổ Thiên Lạc luôn. Chị Tường muốn đi thì em có thể dẫn chị đi theo luôn. Trời ơi, tôi phải đu theo cô này mới được. Hôm nay là những nhân vật quý hiếm không à nha. Chào chị. Trời ơi, 40 tuổi, chưa có mối tình nào, chưa có nụ hôn nữa. Anh ta thấy nhìn trẻ trung không? Không mặt à. Hồng hào. Anh khỏe không? Bình thường em chơi thể thao thì nhiều lắm chị. Em chơi được bóng đá, bóng chuyền, tập gym nữa chị. Có chơi bóng đũa không? Hồi nhỏ có chơi anh mà. Có chơi luôn hả? Hồi nhỏ xíu á. Có chơi nhảy dây không? Có, nói chung hồi trẻ em có hết á anh. Có chơi búp bê không? Búp bê không có anh. À, chứ chơi búp bê nó mệt à. Mà em ngại có vấn đề anh khỏe không thôi? Dạ khỏe, bình thường mà. Anh hít đất nổi không anh? Nổi chị. Anh nổi mấy cái? 20 quá. Thôi anh hít 10 cái thôi, em coi thử coi được không rồi em gả cho. Giờ hết anh nói 20 mà em trả có 10 thôi đó. Bây giờ em hát đi chị ơi. Hết đi. Giờ hết đất trước hả? Dạ. Khỏe, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Được. Rồi đồng ý. Hết đất 10 cái ngon ơ, sắc mặt không biến đổi. Sáng anh hít có 3 cái mà anh trào bắn mộng luôn. Anh Linh là một cái là đẹp đẹp luôn rồi. Em trai, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Tóc đen, da trắng. Tóc đen, không da trắng. Không lẽ tóc là tóc màu trắng, da đen. Tóc không được đen lắm được không anh? Dạ, cái đó thì không sao. Em hình dung thử bạn gái bên này như thế nào? Dạ, chắc cũng xinh đẹp à. Hôm nay là mỹ nhân đi với ai nè? Dạ, em đi với chị bạn thân của em, với bạn ở trong cái hội mà yêu phim của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các vị khán giả trong trường quay, chào anh trai. Dạ anh ơi, thật ra em là một fan girl chính hiệu. Em đã từng đi Thái Lan rồi, bây giờ sắp là đi Hồng Kông để gặp Cổ Thiên Lạc nữa. Thì với 10 như vậy thì anh có gọi là anh có thoải mái cho cái việc mai có thể như là dành một thời gian riêng hoặc là một cái gì riêng cho thân tượng của mình hay không? Thì em có gắng sẽ làm cho bạn gái gì. Nói cho nhẹ vậy. Dạ. Vậy cảm ơn anh à. Đi chung luôn kịp không? Dạ kịp ạ, vẫn còn đầu tháng sau làm visa được ạ. Nếu mà mình thương nhau thì cái gì cũng có thể làm được hết anh. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với má em với người thân trong gia đình. Dạ chào cô. Chào cô. Chào Quyền Linh, chào Quyết Tường, chào khán giả. Cô cảm nhận cháu bên này thấy cũng dễ thương, tính tình cũng hợp với con cô. Và cho nhau cơ hội để tìm hiểu nếu có hợp thì cuối năm này tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân có làm dâu không cô? Tuổi trẻ thì cô thích là khấn đấu tương lai với hạnh phúc thôi, còn chuyện làm dâu cô không quan tâm. Cảm ơn cô. Rồi. Kéo hàng rào. Dạ. Rồi chào gặp em, tặng em món quà. Em cảm ơn ạ. Đây cũng là quà em mới đi du lịch ở Huế về. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em thấy anh sao anh? Dạ em thấy anh cũng trầm tĩnh cũng. Không á, anh không chị trầm tĩnh ạ, chứ không phải tròn chỉnh chị. Tròn là nói người đi sao nè. Nguyên đi nước ngoài lần nào chưa? Dạ chưa anh. Chưa hả? Dạ. Sắp tới đi Hồng Kông không? Nếu có cơ hội thì đi được. Có cơ hội rồi đó. Dạ. Hỏi sắp tới em đi ngày nào anh có thể đi chung với em được không? Dạ. Vô đi. Em dự định chừng nào? Dạ tháng 10. Tụi em đã book vé máy bay rồi, chỉ cần chờ làm visa. Mà không biết là anh quan niệm như thế nào về một người bạn gái nếu mà thích đam mê thần tượng như vậy thì anh thấy có e ngại hay không? Không, nếu mà cảm nhận mà mình có cái tình cảm với nhau á thì sẽ có một cái động lực để cùng với em hướng tới một cái thần tượng đó. Có không nói nha.
Mai mốt đừng nói tôi khoái cổ thiên lạc luôn nha. Thôi giờ ông này ông nhát quá, giờ đứng lên, đứng lên. Chưa có bạn gái lần nào đúng không? Đứng lên. Và hai người cầm thử tay nhau coi có điện không nè. Đó, nhìn thẳng vào mặt cô gái, hát tặng cổ một bài, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không nha. Em nắm về hát luôn á chị. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình, còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong rất gần, còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi, rồi ngồi xuống đi. Có đổ mồ hôi không? Hả? Cảm giác phút giây qua thế nào? Dạ, rất là... Nói chung là không có diễn tả được anh ơi. Diễn tả hả? Được ha, anh nghĩ ra cả. Rung quá tay, em ngồi bấu tay không. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nguyên nhân có trở thành cặp đôi hay không? Nguyên nhân có bấm nút hay không? Chúng ta chờ nguyên nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Và nụ hôn đầu tiên. Rồi, xin phép hồng em nhé. Em có thể hôn tay trước không? Hôn má nha em. Thôi đẹp trai chứ bộ. Cảm giác cười sao? Rất là tươi. Tim nó đập hơi mạnh chút. Chung dễ thương lắm, cười rất là hiền lành ha. Đây là một trong những chàng trai mà tôi thấy rất là chân thành đó. Hy vọng rằng hai em sớm sẽ tìm được nửa yêu thương của nhau nha. Dạ, cảm ơn anh. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đây để có một cái không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Good do công ty Hoàng Rex N sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân lại tiếp tục nhận thêm quà nữa, đây là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Hãy tóm lại, các bạn tiến tới hôn nhân sẽ được rất là nhiều quà ha. Cố gắng tìm hiểu sớm và thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ, cảm ơn anh. Nắm tay bạn gái kìa. Như vậy là ta đã có nối được hai cặp đôi, nhưng trong đó có một cặp đôi đầu tiên không bấm nút quý vị. Hy vọng rằng khán giả truyền hình, những người yêu thương chương trình, những người đã tìm một nửa yêu thương của mình đang ngồi xem truyền hình, hãy bấm nút và gọi điện thoại cho chúng tôi, liên lạc với chúng tôi thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Kính thưa quý vị và khán giả, xem truyền hình cũng có thể nhận được một phần quà. Đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như quý khán giả trả lời được câu hỏi của chương trình thông qua trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Vậy thì bây giờ lập tức chúng ta hãy truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để trả lời câu hỏi và nhận phần quà của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần khán giả may mắn ngay tại phim trường cũng sẽ nhận được một phần quà, đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có cái số thăm mình đang cầm trùng khớp với số thăm mà anh Huyền Linh sẽ bóc ngay tại sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò đi để anh thuận đề. Rồi, số đó chính là 25. Khán giả nào 25. Có số 25 rồi xin mời em nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận quà. Trùng khớp số phiếu 25. Vậy thì bây giờ chiếc
Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc đã thuộc về em gái. Chúc mừng em.